phải danh dự của con, danh dự của cả giới nghệ sĩ. Con thấy không? Bây giờ đã giới nghệ sĩ còn biết làm những chuyện khác hơn là đi đánh bài, đi nhảy đầm hay đi nói bậy nói bạ. Tụi con cũng phải vậy. Trong chuyện làm cho cuộc đời, con cũng phải làm sao giữ sao cho cái người ta còn trọng nghệ sĩ, người ta không còn khinh nghệ sĩ như là xứng cả vô lộn. Bây giờ bữa nay nói chuyện như cái Thanh Tình, chưa chắc gì cũng có gì cũng nói chuyện với tụi con nữa. Thì ruột gan cũng nói hết cho tụi con nghe. Tới bây giờ thành kiến đối với nghệ sĩ cũng còn. Không biết cô dành động tiền, cô dành động tiền cho anh em nghệ sĩ một hai tháng, cô dành động 1 tỷ mấy, 2 tỷ cho anh em một người 5 triệu. Mà cô mấy chục năm nay rồi cô chuyên môn đi vận động tiền để làm từ thiện. Cô đi vận động cho khuyết tật, cô đi vận động cho ung thư, cô đi vận động như chỗ này chỗ kia rất dễ. Cô vận động cho anh em nghệ sĩ rất khó. Bởi vì rất ít người mà thông cảm được với nghệ sĩ. Con biết lắm. Nhiều người nói có người hứa cho cô 4.000 đô, tới giờ chót chưa đưa. Cô nói, trời ơi, giờ chót là bà không đỡ tôi. Nói đầu xin lỗi chị xã em không cho, ông được cất đi dành đi. Thì nào chị Kim đi mổ mắt hay chị Kim đi khuyết tật ta đưa. Giờ đưa nghệ sĩ, nó đi ăn nhậu rồi đánh đề hết thì cũng đưa. Mà đau lòng cái là có chuyện đó chứ không phải là không có. Đúng không? Có nhìn nhận. Có một số nghệ sĩ có những con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng mà hình như bây giờ phân nửa sâu, phân nửa canh á. Thành ra phận sự làm đẹp cuộc đời của tụi con, mà tụi con còn có phận sự con sống ở ngoài đời thế nào để là à con có nghệ sĩ hả, nhưng mà nó cũng đàng hoàng ha, nó tốt ha. Đó là con đền ơn cho thầy, đền ơn đất nước, đền ơn cho tụi con. Nói như vậy không nghĩa là nghệ sĩ nào cũng hư. Có những người nghệ sĩ như chị Kim Cúc này, chị Kim Trung này, chị Bích Thợt này, có những người sống một vợ một chồng ngăn nắp, lo chồng lo con cho người này thì chứ không phải người nào cũng bê tha hết đâu. Nhưng phần nhiều là anh em nghệ sĩ mình sống cứ buông thả cộng theo cái tánh nhạy cảm thì tụi con phải sống làm sao. Ngoại hồi đó ngoại dạy cô hay lắm, bà ngoại cô may mắn cô có một bà mẹ rất là tốt. Thì tí thì cô muốn làm cái chuyện gì cô hỏi má, má giờ con nói vậy đó, nó đưa về thì con làm sao vậy? Mày làm sao đó mày làm, mày suy nghĩ đi. Làm khó dễ, làm chó dễ, làm khó, làm người khó, làm chó dễ đó con. Làm người thì khó, làm chó thì dễ. Con sống sao cho ra con người thì con sống, con sống sao ra con chó thì con sống. Nghĩa là chúng ta một chuyện làm, một cái gì, chúng ta cũng nghĩ rằng ngoài cái chuyện con là A là B, con còn là mang cái kiểu nghệ sĩ trong vai. Đừng để người ta thế kỷ 22, 23 thì còn coi thường nghệ sĩ như là thế kỷ 19, 18 giờ đó nữa. Đó, hai cái đó. Rồi.